Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp báo thường kỳ quý 3 năm 2023, thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua và các nhiệm vụ trong thời gian tới. Thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP 9 tháng ước đạt 6,84% so với cùng kỳ, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân cả nước dự ước trên 4%. Ngành du lịch tiếp tục duy trì đà phục hồi, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 2,4%. Đặc biệt, giải ngân đầu tư công trong 9 tháng xếp thứ 10 trên 63 tỉnh thành và thuộc nhóm có tỷ lệ giải ngân cao của toàn quốc. Tại buổi họp báo, các nhà báo, đại diện các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề như nợ đọng bảo hiểm xã hội tại nhà máy xử lý rác tại Thủy Phương của công ty Tâm Sinh Nghĩa, mức giá nhà ở xã hội, liên quan đến những vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án trồng rừng ngập mặn đang triển khai tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, v.v. Đại diện các sở ban ngành địa phương đã trực tiếp giải đáp những vấn đề mà các phóng viên, nhà báo quan tâm. Chánh văn phòng Ủy ban dân tỉnh Trần Hữu Thùy Giang cảm ơn sự đồng hành của các phóng viên, nhà báo trong công tác tuyên truyền những hoạt động của tỉnh trong thời gian qua. Thông tin thêm về tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, cũng như các dự án có thể khởi công trong những tháng cuối năm. Tiến trình thực hiện quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065, cùng những nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng còn lại của năm.